Kính chào quý vị và các bạn nhé. Đây là những cái cặp loa chép, những cặp super chép, những cặp siêu chép mới hoàn thiện cho anh em. Đây là những cái hoàn thiện những đơn đặt hàng đã sẵn phân tần chân. Đấy, về anh em chỉ việc đấu thôi, đấu đã dùng thôi nhá. Còn này là con siêu chép. Đấy, còn anh em nào thì muốn đơn giản hơn thì mình chỉ việc đấu con tụ đây là xong. Đấu tụ và cực dương của loa như này. Đấy, anh em thấy con tụ đen luôn, tụ có pháp. Đấy. Đây là những cặp này thì giá nó mềm hơn. Cặp này thì 630.000 một cặp, cả chân cả phân tần hẳn sẵn dây cho anh em. Đấy, như anh em thấy con này model là P8802, con này độ nhạy là 91 decibel và 8 ohm, công suất cực đại là 100W nhé. Lắp cả mạch phân tần như này, dương mạch phân tần này không đã là 180 rồi một cặp rồi, chưa tính chân nữa nhé. Đây cặp này có giá 630.000 anh em nhé, 630.000 một cặp, bao ship toàn quốc. Anh em nói yêu thích thì liên hệ thì tôi sẽ giao hàng tận tay cho anh em nhé. Đấy, P8802. Còn nếu như anh em lắp tụ như này thì cũng được, rẻ hơn cho anh em hơn 100.000 đấy nhá. Lắp tụ như này cũng được. Đấy, tiếp đến là một cặp siêu chép này nữa. Cặp này thì tôi đã giới thiệu cho anh em khá là nhiều rồi, chính là thời gian gần đây mới về được hàng, còn lại là gần như là cháy hàng rất là nhanh. Con này là P103S, P103S. Đây, cho anh em xem. Con này thì anh em cầm trên tay nó nặng, con này mà rơi vào chân thì thôi, thôi rồi luôn. Anh em cầm đâu đó khoảng tầm 2 cân một chiếc, khoảng khoảng đấy. Làm chân mà to như này, làm chân chỗ này phải 10 cm, riêng cái củ làm chân không. Con này là TSP103S nhá, Pioler. Độ nhạy con này là 91 dB và công suất cực đại là 150W. Trở kháng cũng là 8 ohm. Và như anh em thấy đây đã đấu sẵn rồi, về anh em chỉ việc câu dây dây ra là dùng thôi, cắm trực tiếp dây này vào âm ly hoặc là vào cọc loa là dùng nhá. Trước mặt nó thì sẽ thiết kế cái họng mà họng tên lửa như này khá là đẹp. Đấy, sáng và đẹp. Đó. Con này thì nhìn nó to hơn hẳn cái con nhỏ này. Anh em thấy nó to, nó chắc hơn. Riêng củ làm trầm này, phần họng của gang này. Đấy. Một cặp mà cả phân tần như này nha, một cặp là 1.250.000, bao ship toàn quốc. Còn nếu như lắp tụ không như này thì tiết kiệm hơn 150 nhá. Lắp tụ như này thì sẽ là 1.1 triệu thôi, rẻ hơn 150. Tụ thì anh em lưu ý cho đấu tụ thì tôi đấu sẽ đấu tụ vào cực dương của loa. Anh em về anh em chỉ việc đấu dây như bình thường nhá. Nhá. Tần là 02 này, P103S này. Nhá. Đây là những cặp mà mình đã lắp sẵn cho anh em, về anh em chỉ việc đấu thôi. Còn bây giờ thì sẽ chuyển sang cái dây để làm dây cho anh em, những bộ dây AV đã cắt sẵn rồi này. Dây AV, dây ca lông thì rất là nhiều. Đây này, cho anh em xem, làm xong một đống rồi để đây này. Đấy, dây ca lông thì rất là nhiều. Còn những bộ dây dây loa như này nữa, dây loa quân sự mạ bạc nữa, là tết 4 sợi lại với nhau, đánh cho cái dòng toàn dài, dòng nhạc nhẹ rất là hợp, rất là chi tiết nhá. 5m 500.000. Dây này tôi có giới thiệu đến anh em rồi, anh em nhìn đơn giản này thôi nhưng mà anh em mà vào xem chi tiết cái video mà tôi giới thiệu cái bộ dây này rất là hợp nhá, dòng loa toàn dài. Đấy, nhá. 0908722688 bây giờ số điện thoại của tôi, quý vị có thể liên hệ để đặt hàng, để trao đổi, để tư vấn phối ghép các cái sản phẩm, có thể là loa chép, có thể là dây tín hiệu, dây loa, dây AV. Và ngoài ra còn những cái thắc mắc của anh em liên quan đến audio thì tôi có thể giải đáp giúp anh em. Cái gì tôi không biết thì tôi có thể hỏi những anh em đồng nghiệp khác nhé. Rồi, cảm ơn quý vị và các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.